Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5, trang 31 đến trang 35. Tuần 3, bài 6, ngôi sao sân cỏ. Đầu tiên chúng ta sẽ khởi động chơi trò chơi. Kể nhanh tên các môn thể thao cá nhân hoặc là các môn thể thao đồng đội. Như vậy chúng ta viết tên các môn thể thao cá nhân hoặc là đồng đội nào thì chúng ta cùng các bạn chơi trò chơi này. Như vậy các môn thể thao cá nhân như là bơi lội, bóng bàn, đạp xe, điền kinh, bắn súng v.v. Còn các môn thể thao đồng đội như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn v.v. Tiếp theo bài đọc ngôi sao sân cỏ. Tôi được bạn bè khu phố công nhận là cầu thủ xuất sắc. Thế mà đợi mãi tôi mới có dịp ra mắt giới hâm mộ bóng đá trường nhà trong trận đấu với lớp 5C sáng nay. Trận đấu gay cấn từ những phút đầu, Mạnh lăn xả cướp bóng rồi chuyền cho tôi dẫn xuống vòng cấm địa. Hậu vệ lớp C xô lên chặn, Mạnh và Chiến đã lên kịp, nhưng tôi vẫn cố hất bóng qua hậu vệ lớp C vì không muốn nhường ai cơ hội ghi bàn. Chậm rồi, thủ môn đã lao lên bắt bóng, cả sân vỡ òa vì tiếc. Sốt ruột lắm nhưng đến giữa hiệp tôi mới ghi bàn. Tiếng vỗ tay dồi lên, tôi sung sướng chạy như một ngôi sao sân cỏ. Từ lúc đó lớp C kèm tôi như hình với bóng, tôi dắt bóng một quãng là mất, lại chẳng chuyền cho ai. Lớp C được thể tấn công và ghi liền hai bàn. Giữa hai hiệp chúng tôi hội ý, Mạnh thở hồng hộc, tại vì cứ một mình ôm bóng tụi nó phá mất. Vĩnh đanh mặt, hiệp sau đừng ích kỷ thế. Tôi hầm hầm, tớ không đá nữa xem các cậu làm được gì. Không ai đáp lại, chỉ lặng lẽ giãn ra cho tôi đi. Tôi ngồi khuất một góc xem hiệp 2, có một tích tắc Vĩnh chậm nhịp, không kịp truyền cho Chiến, làm lỡ cơ hội ghi bàn. Tôi lào bầu, giữ bo bo thế làm gì chẳng lỡ. Nói xong bất giác, tôi nóng bừng mặt. Lớp tôi càng đá càng hay, bộ ba Long Chiến Mạnh truyền bóng rất ăn ý. Hầu về lớp C không sao chặn nổi đường bóng máy, rồi Mạnh ung dung đội đầu tạt bóng gọn vào lưới. Cả sân vỗ tay vang dội, bàn thắng đẹp quá. Nếu tôi là một trong ba đứa, bàn thắng có thể đẹp đến thế không? Tôi bần thần nghĩ, không biết Vĩnh chạy đến vào đi việc, Chiến đau chân. Tôi ngẩn ra giây lát rồi tức tốc chạy theo Vĩnh, cứ như vừa đón được một đường bóng đồng đội truyền đến cho tôi, theo Lê Khắc Hoan. Như vậy các em vừa theo dõi bài đọc. Về nội dung chính thì ở đây bài đọc khó có thể thành công và đi tới đích khi chỉ có một mình bản thân tự lực cánh sinh. Trong mọi tình huống thì cần biết dựa vào sức tập thể cùng nhau làm nên kỳ tích vượt qua chông gai để mà chiến thắng. Tiếp theo trả lời câu hỏi, tìm các thông tin về câu chuyện theo gợi ý. Thời gian, địa điểm, các nhân vật chính. Thì các thông tin về câu chuyện về thời gian là sáng nay, địa điểm là tại khu phố, các nhân vật tôi, Mạnh, Chiến, Vĩnh, Long. Nhân vật chính, Việt, nhân vật tôi. Câu 2, Việt được giới thiệu như thế nào ở đầu câu chuyện? Thì ở đầu câu chuyện, Việt được giới thiệu là cầu thủ xuất sắc của khu phố được bạn bè công nhận. Tiếp theo câu 3, ở đầu trận bóng hành động của Mạnh và Việt khác nhau ra sao? Những hành động đó cho biết điều gì về hai bạn? Như vậy, ở đầu trận bóng thì hành động của Mạnh là lăn xả cướp bóng rồi chuyển xuống cho Việt dẫn xuống vòng cấm địa. Ở đầu trận bóng thì hành động của Việt cố hất bóng qua hậu vệ lớp C vì không muốn nhường ai cơ hội ghi bàn.
Những hành động này cho thấy mạnh táo bạo, nhiệt tình trong trận đấu và việc là người không muốn nhường cơ hội cho người khác, muốn thể hiện bản thân, ích kỷ. Tiếp theo câu 4. Vì sao Việt không đá hiệp 2 nữa? Theo em, Việt đã nhận ra điều gì khi xem hiệp đấu thứ 2 khi không có mình? Thì Việt không đá hiệp 2 nữa vì cãi cọ với đồng đội và chiến thuật chơi bóng của bản thân Việt không được mọi người hiểu. Chính bản thân Việt cũng cảm thấy bế tắc với lối chơi bóng của mình. Tiếp theo câu 5, em hiểu như thế nào về câu cuối cùng trong bài đọc? Thì em hiểu câu cuối cùng trong bài đọc, ý muốn nói Việt đã hiểu được cái giá trị và sức mạnh của tinh thần đồng đội. Việt cảm thấy mình được tôn trọng, được đá bóng là được trao cơ hội, bản thân Việt cũng cần làm điều gì với đồng đội của mình. Việt đã thật sự hiểu được giá trị của đồng đội. Tiếp theo luyện tập 1. Những từ ngữ nào trong đoạn dưới đây chỉ sự vật hoạt động trong trận đấu bóng đá? Mạnh lăng xả cướp bóng rồi truyền cho tôi dẫn xuống vòng cấm địa. Hậu vệ lớp C xô lên chặn. Mạnh và Chiến đã lên kịp nhưng tôi vẫn cố hất bóng qua hậu vệ lớp C vì không muốn nhường ai cơ hội ghi bàn. Chặn rồi thủ môn đã lao lên bắt bóng. Như vậy trong đoạn văn, trong đoạn trên đây thì chúng ta thấy có những từ ngữ chỉ sự vật, đó là bóng, vòng cấm địa, rồi những từ ngữ chỉ hoạt động, đó là cướp, truyền, dẫn xuống, xô, chặn, lên, hất, nhường, ghi bàn, lao lên, bắt bóng. Tiếp theo câu số 2, tìm thêm những từ ngữ chỉ sự vật hoạt động trong một trận đấu bóng đá. Những từ ngữ chỉ sự vật trong một trận đấu bóng đá: khung thành, thẻ phạt, cầu thủ, biên. Những từ ngữ chỉ hoạt động trong một trận đấu bóng đá là sút, lật, phòng thủ, ném biên, ném góc, tấn công, băng qua, bật cao, phạt góc, kèm cặp. Tiếp theo câu 3, đặt câu nói tiếp câu cho trước, trong đó có sử dụng đại từ thay thế cho phần im lặng. Ví dụ mạnh lăng xả cướp bóng, thì các em sẽ đặt câu nói tiếp cho câu trước rồi sử dụng đại từ thay thế cho phần im lặng. Thì ở đây chúng ta có phần từ im lặng là lăng xả cướp bóng, thì các em sẽ đặt câu tiếp theo và câu tiếp theo này sử dụng đại từ thay thế cho từ lăng xả cướp bóng. Mạnh lăng xả cướp bóng hậu vệ lớp C cũng vậy. Vậy ở đây thay thế cho là cũng lăng xả cướp bóng. Như vậy chúng ta sẽ làm các câu tiếp theo. A. Bồ ba lông chiến mạnh truyền bóng rất ăn ý. B. Lớp tôi càng đá càng hay. Như vậy chúng ta sẽ đặt câu: A. Bồ ba lông chiến mạnh truyền bóng rất ăn ý. Họ thật sự là những người đồng đội, thì họ ở đây thay thế cho từ bộ ba lông chiến mạnh. B. Lớp tôi càng đá càng hay, tôi thật sự thích điều đó, thì từ đó này là càng thay thế cho từ càng đá càng hay. Tiếp theo viết, tìm hiểu cách viết báo cáo công việc. Một nhỏ đọc bản báo cáo dưới đây và trả lời câu hỏi. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Sapa ngày 30 tháng 9 năm 2024. Báo cáo hoạt động tháng 9 của tổ 1 lớp 5C trường tiểu học Kim Đồng. Kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp 5C, em xin báo cáo các hoạt động của tổ 1 trong tháng 9 vừa qua như sau. Một, về học tập, tất cả thành viên của tổ 1 tích cực học tập, hăng hái phát biểu ý kiến trong nhóm trước lớp. Một số bạn được tuyên dương trong học tập. Một,
Bạn Nguyễn Đức Việt, thành tích có cách giải bài thông minh, môn toán. 2. Hoàng Hà Phương, viết bài văn kể chuyện có chi tiết sáng tạo thú vị, môn tiếng Việt. 3. Trần Nhật Anh, thành tích lập sơ đồ tư duy khoa học đẹp mắt, môn khoa học. 2. Về việc thực hiện nội quy của trường lớp. Hầu hết thì các bạn trong tổ đi học đầy đủ đúng giờ, chỉ có một bạn nghỉ học 3 ngày vì ốm, bạn Phạm Thị Thanh Hương. Cả tổ thực hiện nghiêm túc việc giữ gìn sạch sẽ lớp học, sân trường, bỏ rác đúng nơi quy định. Vẫn còn hiện tượng nói chuyện riêng trong giờ học. 3. Về các hoạt động khác, hát đơn ca trong liên hoan văn nghệ chào mừng ngày khai trường, bà Nguyễn Chi Mai. Giới thiệu cuốn sách hay trong giờ sinh hoạt lớp, bạn Lê Gia Bách. Tổ trưởng Việt, Nguyễn Đức Việt. A. Bạn báo cáo trên viết về điều gì? B. Bản báo cáo được gửi cho ai? Ai là người viết báo cáo đó? C. Nêu thông tin của mỗi phần trong bản báo cáo, phần đầu, phần chính, phần cuối. D. Nhận xét về cách thức trình bày của từng phần trong bản báo cáo, về hình thức, về nội dung. Như vậy, các em đọc kỹ bản báo cáo trên. Thì bản báo cáo trên được viết về hoạt động trong tháng 9 của tổ 1 lớp 5C trường tiểu học Kim Đồng. B. Bản báo cáo được gửi cho cô giáo chủ nhiệm lớp 5C, tổ trưởng của tổ 1 là người viết báo cáo đó. C. Thông tin của mỗi phần trong bản báo cáo. Phần đầu, quốc hiệu, tiêu ngữ, địa điểm, thời gian viết báo cáo, tên báo cáo. Phần chính, người nhận, nội dung, báo cáo, chi tiết từng phần. Phần cuối, tên người viết báo cáo, chức vụ, ký và ghi rõ họ tên. Rồi câu C, cách thức trình bày của từng phần trong bản báo cáo. Về hình thức thì rõ ràng mạch lạc từng phần, dễ nhìn từng nội dung được bôi đậm, kẻ bảng, tô màu, in nghiêng, thẳng, phân biệt. Về nội dung thì ngắn gọn, súc tích, diễn đạt câu, rõ ý, dễ hiểu. Tiếp theo số 2 nhỏ trao đổi về những điểm cần lưu ý khi viết báo cáo công việc. Thì trước khi viết, các em dựa vào đâu để xác định những cái nội dung cần báo cáo? Bằng cách nào để có thể thu thập đầy đủ thông tin số liệu cần thiết? Vì sao cần lập bản biểu trong bản báo cáo? Trong khi viết thì cần chú ý điều gì khi viết quốc hiệu, tiêu ngữ hoặc là tên tổ chức? Trình bày các công việc như thế nào để dễ theo dõi? Làm thế nào để trình bày bản biểu khoa học đẹp mắt? Sau khi viết thì rà soát thông tin nội dung báo cáo như thế nào để phát hiện lỗi, căn cứ vào đâu để biết bản báo cáo được trình bày đúng yêu cầu. Ghi nhớ, bản báo cáo công việc gồm có 3 phần, phần đầu quốc hiệu tiêu ngữ hoặc là tên tổ chức đội đoàn và địa điểm thời gian viết báo cáo, phần chính tiêu bề, tiêu đề, người nhận nội dung báo cáo, các công việc đã thực hiện. Phần cuối, người viết báo cáo, chữ ký, họ và tên, nội dung báo cáo trình bày theo mục để dễ theo dõi. Tiếp theo đọc mở rộng. Thì phần đọc mở rộng thì số 1 nhỏ các em sẽ đọc bài thơ viết về trẻ em. Thì các em có thể đọc các bài thơ trong phần ví dụ này. Hoặc là các bài thơ khác các em tìm trên sách báo. 2 là viết phiếu đọc sách theo mẫu, thì sau khi đọc các bài thơ viết về trẻ em thì chúng ta sẽ viết phiếu đọc sách theo mẫu này. Tên bài thơ, tên tác giả, ngày đọc, nội dung bài thơ, những câu thơ hay hoặc là những hình ảnh thơ đẹp. Rồi suy nghĩ cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ. 3 nhỏ là trao đổi với bạn về bài thơ đã đọc. Gợi ý thì các em có thể đọc những câu thơ hoặc là đoạn thơ em yêu thích và chia sẻ với bạn về tình cảm, cảm xúc của nhà thơ đối với trẻ em được thể hiện trong bài thơ, suy nghĩ cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ. Cuối cùng, vận dụng các em tìm đọc câu chuyện hoặc là bài báo về môn thể thao hoặc là vận động viên mà em yêu thích. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Sau khi xem xong các em thấy thích, hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Tôi chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.